Đây nha các bạn, thì cái mịn dao một cụ phát 2 kg tua 1.000. Đây là trong đóng hàng bên kia một sẵn một cái rồi, bây giờ còn đây nữa. Đây, cô gái này xem họ học tập để bán hàng này các bạn. Mà trong tranh thủ nó cũng ăn cắp của mình mấy quả dừa nữa nè. Đấy. Ăn cắp nữa. Đây, ra 1.000. Khách thì đã chốt, thì trong khi mình đi vắng á, vắng nhà thì mình hỏi là cuối tuần, đây đầu tuần mình mới gửi được, thì tuần này chủ nhật mình đi làm ở dưới trên Sài Gòn, Củ Chi mình mới về, về đây thì tranh thủ đóng hàng để ngày mai bên Viettel xuống lấy, là thứ hai mình sẽ giao đi. Thì khách thì cọc rồi thì mình sẽ chuyển đi thôi, chứ nhiều người cứ hỏi tới hỏi lui mà không chốt á, thì mình chốt đi rồi bắt đầu lại hối hận, hỏi không để lại cho họ, cứ về bắt về với test bao nhiêu volt, nhưng có những người lại cần đến và biết đến thông tin là những cái con tua 1.000 này họ sẽ lấy ngay, thì giờ mình chỉ như thế này là mình chỉ giao đi luôn thôi. Mình cũng chưa có thời gian rửa lại cái mấy những con này vì nó để ngoài ấy nó bụi lắm á, thì mình về với rửa, nhưng mà mình cũng bận quá các bạn, cốt thì nó quay rất là nhẹ nha, tay thì đang bị đau, nãy bị kẹt bánh răng đấy, giờ sẽ đưa vào thùng đóng lại thì gửi bên chỗ ngoài. Mấy cái thơ cái như này là xe ô tô họ chở đi tới nhà lấy, chứ không phải là xe máy họ vô. Họ kêu là hàng công cần nặng là họ không lấy, thì bắt buộc phải đem ô tô họ đi vô lấy thôi. Đấy, đây là hình thức cái motor. Còn anh em nào mà cần đến cái con nào thì cứ liên hệ mình, có đầy đủ nha các bạn. Hiện tại trong nhà mình còn mấy con nữa thì tí nữa mình sẽ vô mình quay cho các bạn xem. Rồi, video đến đây cho các bạn xem thành viên đi hái dừa, giấu dừa, còn thằng cu nó là việc sách vô đi ghê, cháu ơi, trời ơi, gái làm gì gái, quay mặt quay nào, trời ơi. Bà Tân vlog. Nhà đầy rác. Trời ạ. Đố đây. Đây nha các bạn, thì hôm nay mình tới đây thấy được có mấy con xe vô tua 1.500 1.8 kW này. Nó dài 20 cm này. Đấy. Cái này là một cặp nha. Cũng 1.8 kW luôn. 20 cm. Đây cũng vậy này, 1.8 này. Đấy, mà cái bể ngang này nó mới tầm 18. Ngang 18 cốt. Cốt xoay rất nhẹ, tua 1.500. Đây cũng là con motor servo này. Nhưng mà cái này thông số nó nhiều lắm. Thông số tua nó nhiều lắm. Còn đây cũng là motor servo này, thông số nó này. Nó cũng nhiều giống như trang như con vừa nãy đó, 1.500, 2.000, 4.000, 4.004 gì đó này. Kg này. Tùm lum thứ rồi các bạn. Đây. Đấy. Và con motor servo này nó này. Con này thì cái này nó có bố thắng này. Ý dạ, con mấy con này Jaguar này. Một cũng 1.8 kW. Tua 1.500 này. Cái này nó có thêm bố thắng nữa, nên là cái cốt là mình vặn không được. Cũng 1.8 thôi. Đây thì ở đây thì cũng còn mấy con nữa này. Cái con phan úc này, con sắt. Con này thì to tổ bố rồi. Anh em nào lấy con to này báo mình nhá.
Này, quay thì nó cũng nhẹ thôi. Dây thì nằm trong này thôi. Đây còn một con nữa này. Đây. ba phẩy sáu kW tua 1260 Hz này là ở Nhật các bạn. Điện đó là phần tư đó, 160 đó. Cái này là hình như là điện AC sao ấy, giống nó tự tựa giống AC. Xếp vô. Có từ này. Nó đang bị chập từ, nó nặng này, nó giật. Ôi đủ, té, chết mẹ. Đây, bãi đây. Đây là một người phụ nữ gọi là giống như khỉ này, đang trèo cây hái dừa. Khiếp chưa? Đó, đó, chết mẹ bế rồi. Rồi đây. Đấy, đang bẻ dừa. Từ từ đứt à. Trời ơi, cậy dẻo chứ. Khỉ. Vọt. Bắt mày bắt sơn cậy với dẻo nữa nhé. Yeah. Ảo ấy. Trời cậy rã thằng mở đi. Đấy. Đây. Còn thằng cu nữa hả? Mày cũng coi bác nữa hả? Bác đang làm đây hả? Ừ.